Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm nay, miền Bắc nước ta bước vào một đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 8. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội cũng có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa to và có rông, Do mưa nhiều ngày, đất đã ở trạng thái bão hòa nước, mực nước sông vẫn ở mức cao, nên Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc tiếp tục đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng đồi núi ven sông và úng ngập ở những vùng trũng thấp khu đô thị. Thưa quý vị, trên địa bàn thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa xảy ra một vụ đối nước thương tâm làm hai người phụ nữ tử vong. Khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 8, hai người phụ nữ trú tại thôn Tân Sơn đi bộ qua tràn suối và bị nước lũ cuốn trôi. Đến trưa ngày 19 tháng 8 đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân và đưa về bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngoài ra, tại xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang cũng xảy ra sạt lở ta luy dương sau nhà của ba hộ dân. Trong mùa mưa lũ, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không đi qua sông suối, ngầm tràn, cầu tràn khi nước lũ lên cao, các sườn đồi dốc ta luy khi trời đang mưa to. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi, trụ sở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng huyện Lâm Hà do có liên quan đến các vi phạm tại dự án hồ chứa nước Đông Thành. Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi bị phạt hành chính 25 triệu đồng vì báo cáo thẩm tra không chính xác. Đơn vị này đã dự toán sai khối lượng so với thiết kế phần cống tiêu nước sơn đồi tại gói thầu số 13 thuộc dự án hồ chứa nước Đông Thanh. Trung tâm này phải lập lại kết quả thẩm tra đối với nội dung dự toán nêu trên. Còn Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Công trình Công cộng huyện Lâm Hà bị phạt 50 triệu đồng vì nghiệm thu công việc xây dựng không đúng quy định. Nghiệm thu thanh quyết toán không đúng thực tế tại gói thầu số 13 dự án hồ chứa nước Đông Thanh. Ngoài việc bị phạt tiền, đơn vị này cũng phải nghiệm thu công việc xây dựng lại theo đúng quy định. Dự án hồ chứa nước Đông Thanh có tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, hiện đang phải tạm dừng thi công do sạt trượt nguy hiểm xảy ra vào tháng 8 năm 2023.